Em xin chào các bác nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay em tiếp tục chia sẻ cho quý chị và các bạn thêm cái mẫu xe Kia Morning. Cái mẫu này được sản xuất năm 2010. Chiếc này thì hiện tại giá là rất hợp lý anh em nhé, hơn 100 triệu đồng thôi. Kia Morning sản xuất năm 2010. Được trang bị động cơ máy xăng 1 chấm. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Kia Morning này thì nó đâu đó rơi khoảng tầm 5 đến 6 lít xăng trên 100 km thôi. Anh chị và các bạn mà chúng ta mua về để sử dụng cho công việc hoặc là mua về để sử dụng gia đình thì rất tuyệt vời các bạn nhé. Em này thì thời điểm hiện tại là các bác mua về rất hợp lý luôn. Đi được 5 người này. Đi được 5 người. Đấy. Lắng mưa không tới đầu. Điều hòa thì mát buốt luôn các bác nhé. Với mức giá là hiện tại bên em Đức đang chào bán cho các bác là giá là 135 triệu. Là các bác sở hữu ngay cho gia đình nhà mình cái mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2010. Giá rất bình dân thôi. Đấy, rất là nhiều tính năng. Đi được 5 người. Điều hòa thì mát lạnh. Và giá thì rất hợp lý thôi. 135 triệu. Máy ngon, điều hòa mát các bác nhé. Gầm bệ chắc chắn. Sơn vỏ thì nội thất rất là đẹp. La răng em này thì đã là lên la răng đúc rồi các bác này. La răng đúc của Kia Morning luôn rồi. Đấy, giá này rất hợp lý, rất phù hợp cho anh em. Cái cabo này em đúc đóng chỉ chặt rồi. Chặt rồi. Đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2022 anh em nhé. Đấy. Anh em. Là răng đúc. Gương tích hợp xi nhan. Với cái dòng xe Kia Morning này thì nó rất là thuần anh em nhé. Nó rất là đơn giản, không có gì cồng kềnh cả. Không có, coi như là nó nhiều tính năng như dòng xe Mac hay là gì cả. Dòng xe này nó dòng xe của bình dân, xe của quốc dân các bác nhé. Đấy, vừa tiết kiệm xăng, vừa đi được đông người, cũng 5 người. Xăng này rất tiết kiệm luôn. Rất phù hợp cho anh em chúng ta mua về để đi gọi là thay chiếc xe máy che nắng che mưa phục vụ gia đình hơn 100 triệu thôi. Đấy, đồ đoàn thì rất rẻ anh em nhé. Riêng cái dòng Kia Morning thì sửa chữa cực kỳ rẻ luôn. Đây. Đồ đoàn thì rẻ như là Toyota Prius đấy các bạn. Đấy, rất là rẻ luôn. Màn hình đầy đủ rồi. Đấy. Giá bình dân cho anh em. 135 triệu. Anh em chị em chúng ta mua và chỉ việc sẵn đầu xăng thôi. Nội thất thì rất sạch sẽ đẹp các bác nhá. Được trang bị ghế da. Trần nỉ ghế da này các bác này. Trần nỉ ghế da luôn này các bác này. Thất thì đẹp từ trong ra ngoài. Anh em chị em mua về sẵn đổ xăng.
giá bình dân cho anh em nhé. Gồm lốp sơ cua dự phòng đầy đủ đây các bác này, rất đầy đủ luôn, kích kiếc anh em nhé. Đấy, cái dòng Kia Morning thì bao giờ nó cũng có một cái nhựa tròn này để đựng kích rồi định tay quay. Anh em chị em mà mua về thì chúng ta chỉ việc sẵn đầu xăng thôi, giá bình dân, giá hợp lý cho anh em rồi. Giá rẻ cho anh em. $135.000 2010 các bác nhé, Kia Morning. Hiện tại cái mẫu xe này đã qua 11 năm sử dụng rồi, nhưng mà cái giá của nó thì cũng rất là hợp lý thôi anh em nhé. Đấy, giá rất hợp lý, hơn 100 triệu. Với một mức giá rất là bình dân cho anh em. Em này được trang bị động cơ 1 chấm anh em nhé, 4 máy động cơ 1 chấm. Động cơ 4 máy 1 chấm. Đây. Thường thường thì chúng ta sẽ đếm vào cái bộ gì các bác này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 máy. Đấy, máy em này nguyên bản luôn các bác nhé. Xe thì cực chất luôn. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn, sơn vỏ đẹp. Nội thất thì coi như là rất là sạch sẽ luôn. Các bác mua về chỉ có sẵn đổ xăng thôi. Đem đi kiểm tra xem là có cam lùi không các bác nhé. Không có cam lùi các bạn, có màn hình rồi không có cam lùi. Cam lùi mất 600k nữa là ok. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ ra ngoài. Đây là hệ thống quạt gió các bác này, tắt đi này, bật lên này, 1, 2, 3, 4 tùy theo mức chỉnh, và nút dưới nút AC các bác nhé, nút tắt điều hòa, bật điều hòa này. Đấy, hệ thống quả chỉnh gió là hướng trước mặt mình luôn, vừa chân vừa mặt, độc chân không. Đấy, và cái này thì hệ thống dưới này là lấy gió trong này để lấy gió ngoài này. Đấy, còn cái này nó có cả đứng lên chân kính thôi nhé, quạt đầu kính nhé. Đấy, nóng lạnh đây.
rất đầy đủ luôn. Cả ra 135 triệu thì nó cũng đáp ứng khá khá nhiều đấy các bạn. Giá lại rất bình dân cho anh em nhé, rất bình dân cho anh em. Ngồi trong đây rất mát. Gương kính chỉnh điện xịn sò luôn các bạn nhé. Rồi, và sau đây em sẽ ra ngoài cùng với các bác chúng ta kiểm tra qua cái phần máy các bác nhé. Đây, bác. Máy móc thì lỗ êm ru luôn. Đấy. Máy móc thì lỗ êm ru các bác nhé. Với cái mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2010 này thì giá 135 triệu, trong đó là em sẽ có lọc lá cho các bác bình xăng đi về. Anh chị và các bạn muốn xem và lái thực tế thì cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Vũng Đại Kim Thành Hải Dương trên trục đường 5 hướng Hà Nội Hải Phòng. Và hiện tại bây giờ là các bác tỉnh ngoài mà muốn vào khu vực Hải Dương thì các bác cũng vẫn phải có giấy xét nghiệm PCR các bác nhé. Thì các bác coi như là bên cơ quan chức năng thì mới cho chúng ta vào bên trong khu vực Hải Dương các bác nhé. Giá 135 triệu, xe thì các bác sẵn đổ xăng thôi. Với mức tiền 135 triệu thì cũng nếu mà đi mua xe bây giờ, xe máy thì chỉ mua được một chiếc xe đẹp thôi. Đấy. Và để đáp ứng về cái khâu đi lại cho các bác thì nó cũng không được bằng chiếc ô tô được các bác nhé. Cái phí mà cho chiếc xe này thì nó cũng rất là rẻ các bác nhé. Và sau đây em Đức cũng xin được kết thúc video ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn chúng ta luôn luôn lựa chọn được những chiếc xe phù hợp với gia đình nhà mình nhất. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn gặp các bác video lần sau. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhé.